Mời mở quyển kinh tờ thứ ba Kinh doanh Điểm xuống hàng thứ ba Điểm xuống hàng thứ ba Cụ túc vô lượng hạnh nguyện An trụ nhất thiết công đức pháp trung Lần trước chúng ta giảng đến câu này hàm nghĩa trong câu này rất sâu rất rộng hạnh là hành vi đời sống của bồ tát cũng chính là nói Đời sống của Bồ Tát Công việc của Bồ Tát Thậm chí Đến đối nhân Sự thế tiếp vật Thông thường chúng ta gọi là Thù đáp qua lại Phạm Phu Cùng Phật Bồ Tát Rốt cuộc thì có những khác biệt gì nguyện là mong cầu là hy vọng trong tâm phàm phu là mong cầu thứ gì bồ tát mong cầu lại là thứ gì chúng ta không thể nào không biết đời sống hành trì trên thực tế mà nói rất là lộn xộn rối rắm phải bắt đầu nói từ đâu thế tôn ở ngay trong tất cả kinh luận vì chúng ta nói ra rất nhiều quy phạm cương lĩnh. Chúng ta nắm được những quy phạm cương lĩnh này thì liền có cửa để đi vào. Sau khi Tịnh Tông học hội thành lập, chúng ta ở ngay trong rất nhiều cương lĩnh chọn ra năm khóa mục. Thứ nhất là Tam Phước. Lần trước đã nói qua với các vị rồi. Tam Phước thành tựu đức hạnh của chính mình. Thế nhưng, người nhất định không thể rời khỏi xã hội mà đơn độc sinh tồn. Người là động vật xã hội. Hay nói cách khác, họ ở ngay trong đời sống, nhất định phải có mối quan hệ với mọi người. Làm thế nào cùng ở chung với mọi người? vậy thì phải nói đến lục hòa lục hòa kính là quy củ mà thế tôn định ra cho chúng ta cùng ở với mọi người cùng ở với mọi người cần phải tuân thủ nguyên tắc lục là sáu điều trong sáu điều đều có hòa không những phải hòa hơn nữa phải kính gọi là lục hòa kính năm xưa pháp sư minh sơn đến singapore ông đã viết cho chúng ta sáu phép hòa kính Chúng ta cũng in ra rất nhiều Phổ biến cũng rất rộng Sáu điều này Chỉ cần là đồng tu học Phật Không luận tại gia xuất gia Không luận Bạn từ một nơi Ngành nghề nào đều rất là cần thiết mũi niệm không thể rời ra phải thường ghi nhớ nó ở trong tâm chăm chỉ nỗ lực y giáo phụng hành điều thứ nhất kiến hòa đồng giải ngày nay trong xã hội có rất nhiều người đều đem hòa bình cùng sống cùng tồn tại phát triển khẩu hiệu này gắn ở trên miệng tuy là phổ biến tuyên truyền khắp nơi thế nhưng hiệu quả chưa thấy được như ý muốn nguyên nhân này là do đâu tuy là nói cùng tồn tại hòa bình dùng phương pháp gì đạt đến cùng tồn tại hòa bình không hề nói ra được nếu như nói không có lý luận không có phương pháp chỉ riêng một câu khẩu hiệu đương nhiên là trống không phật dạy cho chúng ta điều thứ nhất kiến hòa đồng giải chính là lý nền tảng của hòa thuận được xây dựng trên ý niệm này kiến là tư tưởng kiến giải làm thế nào có thể làm đến được cùng hiểu dùng lời nói hiện tại để nói xây dựng cùng hiểu mọi người chúng ta có kiến giải như nhau nhận biết với nhau đó là căn bản cùng sống với nhau hòa bình kiến giải giống nhau cách nghĩ giống nhau tiêu chuẩn này ở đâu vậy giáp nói tư tưởng kiến giải của ông chính xác ất cũng nói tư tưởng kiến giải của ông chính xác rốt cuộc thì ai à, chính xác chúng ta phải theo ai dùng lời thành thật mà nói chúng sanh mặt pháp ngày nay cũng giống như trên kinh địa tạng đã nói can cường nan hóa đều cho rằng Chính mình là đúng Người khác là sai Tự cho rằng như vậy Người người đều cho rằng như vậy Cho nên Sinh ra Rất nhiều Mâu thuẫn xung đột Làm gì có hòa bình Chúng ta xem thấy Đều là Đấu tranh kiên cố muốn tiêu trừ đi những đấu tranh này nhất định phải xây dựng cùng hiểu tiêu chuẩn phật nói cho chúng ta nghe rất hay chúng ta nghe rồi bội phục khẳng định có thể phụng hành Phật dùng tiêu chuẩn gì để xây dựng cùng hiểu? Phật nói với chúng ta, mỗi một người chúng ta phải buông bỏ đi thành kiến của chính mình. Đem cách nghĩ, cách thấy của chính mình đều buông bỏ. Vậy chẳng phải là cùng hiểu rồi sao? Việc này cao minh. Phật tuyệt nhiên không hề chính mình nói Tri kiến của các người là sai rồi Tri kiến của ta là chính xác Phật không hề có cách nói như vậy Nếu Phật có cách nói này Chúng ta nghe rồi cũng lắc đầu Thích Ca Bồ Đi Phật Ngài cũng chưa chắc gì chính xác Tôi làm sao có thể đi theo ông được chứ Phật vừa nói vậy Mọi người chúng ta đều đem cách nghĩ Cách nhìn Thấy đều buông bỏ Như vậy chính xác Chúng ta có thể tiếp nhận cho nên chư phật như lai không hề xỏ mũi chúng ta kéo đi vậy bảo chúng ta người người đỉnh thiên lập địa cho nên trong phật pháp gọi phật là vô y đạo nhân phật không dựa vào bất cứ người nào phật dạy chúng ta cũng không dựa vào bất cứ người nào. Dựa vào cửa Phật, nhận lễ Tam Quy Y. Tam Quy Y, Phật không hề bảo bạn quy y Ngài, không hề. Ngài dạy bạn quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Phật là ý nghĩa của giác, tự tánh giác. Bạn quy y ai vậy? Quy y tự tánh giác của bạn. Tự tánh giác là Phật bảo quy y tự tánh chánh của bạn tự tánh chánh là pháp bảo chính tri chánh kiến quy tự tánh tịnh tự tánh tâm thanh tịnh đó là tăng bảo cho nên quy y gọi là tam tự quy thích ca mâu ni phật không hề nói con phải quy y ta không hề có cách nói như vậy Cho nên sự vĩ đại của Phật chính ngay chỗ này. Đáng được người tôn kính. Đáng được người bội phục. Cách nói này của Phật là chân lý. Thế nhưng phạm phu chúng ta nghiệp chướng, tập khí quá sâu nặng. chúng ta thực tế ra không có năng lực hồi đầu chúng ta từ mê quay đầu lại nương vào tự tánh giác rất muốn làm như vậy thế nhưng không làm được người nào có thể làm được Người có thể làm được thì chúng ta không gọi họ là phàm phu. Ở trong pháp đại thừa vừa quay đầu lại thì siêu phàm nhập thánh. Trên kinh đã nói Bồ Tát sơ trụ chân thật đã quay đầu sơ trụ gọi là phát tâm trụ chân thật từ mê quay đầu đến giác ngộ phát tâm trụ có thể thấy được vừa quay đầu quay đầu từ chủ nào từ mê quay đầu lại mê rồi mới có sáu cõi Mê rồi mới có mười pháp giới Cho nên từ mê ngay đó quay đầu Chính là từ sáu cõi quay đầu lại Từ mười pháp giới quay đầu lại Vì bạn vừa quay đầu thì đến chỗ nào vậy Vừa quay đầu thì vào pháp giới nhất chân Đó là chư Phật như lai Kỳ vọng chân thành Đối với tất cả chúng sanh hy vọng chúng ta ngay trong một đời này siêu phàm nhập thánh chân thật là từ bi đến tột đỉnh quan tâm thương yêu đến cùng tột là lý pháp chân thật chí thiện truyền thụ cho chúng ta hy vọng chúng ta ở ngay trong một đời này chân thật đạt đến thành tựu chí thiện viên mãn đây là cái tâm của phật là nguyện của phật chúng ta từ tất cả tư tưởng sai lầm kiến giải sai lầm quay đầu lại chánh tri chánh kiến chính tri chính kiến trên kinh pháp hoa gọi là phật chi tri kiến tri kiến trên quả địa của như lai làm sao vừa quay đầu thì liền được tri kiến trên quả địa của như lai vừa quay đầu thì gọi là tánh tri kiến trên quả địa của như lai là tri kiến của tự tánh tri kiến của bổn tánh chính là bồ tát mã minh đã nói ở trong khởi tính luận bổn giác vốn có không phải từ bên ngoài đến vì sao chúng ta vốn có phật tri phật kiến có thể bị đánh mất không khởi được tác dụng biến thành tà tri tà kiến then chốt chính là bạn một niệm mê mê rồi thì đem chánh tri chánh kiến vốn có trong tự tánh của bạn biến thành tà tri tà kiến khi vừa quay đầu Trí tuệ trong tự tánh liền hiện tiền. Tự tánh pháp bảo. Mê mất tự tánh. Đức năng vốn có của chúng ta cũng khởi lên thay đổi. Biến thành cái gì? Biến thành phiền não sanh tử biến thành nơi nơi đều bị chướng ngại nghiệp chướng hiện tiền cho nên chúng ta phải quy y tịnh từ trong tất cả ô nhiễm quay đầu lại nương vào tâm thanh tịnh hồi phục lại dạng đức dạng năng của tự tánh chúng ta cho nên tam quy y này phật là thể pháp là trí tuệ tăng là tác dụng từ ngay chỗ này xây dựng cùng hiểu xây dựng kiến hòa đồng giải vì còn lời gì để nói đương nhiên làm cho chúng sanh chính pháp giới chân thật là tâm phục khẩu phục thế nhưng nghiệp chướng chúng ta thực tế là quá nặng tập khí quá sâu chúng ta không chuyển đổi được hay nói cách khác rất muốn quay đầu mà không quay được như vậy thì phải làm sao giờ lúc này thì phải tạm dùng pháp phương tiện các vị phải nên biết phương pháp này chỉ là dùng tạm có hữu ích đối với phàm phu sơ học chúng ta cần phải tìm hình tướng tam bảo để nương tựa chính là trong thế pháp đói chúng ta phải tìm núi để dựa phật thì chúng ta tìm ai tìm bổn sư thích ca mâu ni phật không sai thực tế mà nói đây không phải là kỳ vọng của thích ca mâu ni phật thích ca mâu ni phật hy vọng chúng ta học tập với a di đà phật bạn thấy trên kinh tán thán tán thán a di đà phật quan trung cực tôn phật trung chi dương đáng thắng a di đà phật đến tột đỉnh nếu như chúng ta lấy a di đà phật làm thầy quy y a di đà phật là nguyện vọng của thích ca mâu ni phật thích ca mâu ni phật hoan hỷ bạn thật là biết nghe lời bạn thật là hiểu chuyện a di đà phật ở đâu vậy a di đà phật không nơi nào không có lời nói này lại nói huyền rồi không nơi nào không có tại vì sao chúng ta không nhìn thấy ngài không nghe được ngài không tiếp xúc được Ngài Ngài chân thật là Không nơi nào không có Mắt thịt phàm phu chúng ta Không nhìn thấy được Thế nhưng Thế Tôn đã giảng cho chúng ta Kinh Vô Lượng Thọ Kinh A Di Đà Kinh Quán Vô Lượng Thọ Kinh chính là Phật phật không hề rời khỏi kinh y theo phương pháp lý luận của kinh điển mà làm chính là quy y a di đà phật chính là thân cận a di đà phật chính là học tập a di đà phật a di đà phật mọi thứ đều viên mãn a di đà phật không hề có chút kém khuyết là tấm gương tốt nhất cả đời cho chúng ta tu hành làm người cho nên quy y a di đà phật thực tiễn phật bảo thực tiễn quy y Phật, quy y Pháp cũng thực tiễn pháp hiện tại Tịnh tông lưu truyền năm kinh một luận. Ở trong tất cả tông phái, ở trong tất cả pháp môn, số lượng kinh điển của Tịnh tông ít nhất. Rất là thích hợp với thời đại hiện đại này thời đại hiện đại này mọi người phân công rất là chặt chẽ công việc rất bận rộn tranh thủ từng giây kinh luận bộ lớn chúng ta rất khó mà tiếp nhận kinh điển của tịnh tông thì dễ dàng nhiều nếu như thực tế công việc rất bận năm kinh một luận vẫn thấy quá nhiều không cách gì thọ trì trong năm kinh một luận tùy tiện chọn ra một loại bằng cả đời thọ trì phụng hành đều được lợi ích viên mãn Vì thì thuận tiện quá nhiều thí tôn vì chúng ta giới thiệu thế giới Tây Phương cực lạc tương tận nhất là Kinh Vô Lượng Thọ. Trong năm Kinh, đơn giản nhất là Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Duyên Thông Chương. Toàn bộ Kinh văn chỉ có 244 chữ, còn ít hơn so với Bát Nhã Tâm Kinh mà các vị thường đọc. Bác Nhã Tâm Kinh hai trăm sáu mươi chữ, nó chỉ có hai trăm bốn mươi bốn chữ. Làm gì có chuyện không thể thọ trì chứ? Nhất định phải làm đến được, thọ trì, đọc tụng, vì người diễn nói. Đó mới là chân thật quy y Chân thật quay đầu Cho nên chúng ta đọc tụng kinh văn Nhất định phải thâm giải nghĩa thú Chúng ta phải tường tận đối với kinh điển Phải thông hiểu Hiểu được càng sâu càng tốt Hiểu càng không được Phải hiểu sâu không ngừng hiểu sâu vào từ chúng ta sơ phát tâm mãi đến thành phật đều không thể gián đoạn kinh này hiểu được bao sâu xin nói với các vị nghĩa sâu không đáy ý rộng vô biên nghĩa thú của kinh phật gọi là tánh cho nên sâu rộng của ngài cũng gọi là tánh việc để chúng ta cần phải nên biết phải từ trên nền tảng này mà xây dựng cùng hiểu y theo giáo huấn của phật Vừa rồi mới nói Đi là giai đoạn ban đầu Giảng sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc Cho dù là Cõi phàm thánh đồng cư Hạ hạ phẩm giảng sanh Đều là Y tự tánh tam bảo Đó là Pháp chân thật Không còn là Pháp phương tiện Bạn xem Phật Pháp thù thắng dường nào Cùng hiểu có rồi Chỉ cần phải nghĩ đến phương pháp Dùng phương pháp gì Đạt đến Hòa thuận cùng sống Trì giới Giới hòa Đồng tu Cái chữ giới này Cùng giới Ý nghĩa trì giới trong lục độ là như nhau là nghĩa rộng không phải là nghĩa hẹp cho nên các vị vừa xem thấy giới hòa đồng tu trì giới luôn luôn là chúng ta nghĩ tượng rất hẹp nghĩ đến năm giới bát quan trai giới mười giới cho đến các bồ tát tại gia thọ giới bồ tát đem cái phạm vi này nghĩ được rất nhỏ rất hẹp vậy thì sai rồi lục hòa kính cùng trì giới trong lục độ bồ tát nói là nghĩa rộng nghĩa rộng phải dùng ngôn ngữ ngày nay để nói chính là giữ phép nói giữ phép thì mọi người đều dễ hiểu cái ý này thì trọng phật ở trong tất cả kinh luận giáo huấn đối với chúng ta chúng ta đều phải tuân thủ không chỉ là giới điều không chỉ phải nắm lấy cương lĩnh còn phải biết tế hạnh Lễ tiết nhỏ nhất Ở ngay trong cuộc sống thường ngày Đều phải tuân thủ Nếu như những lễ tiết di tế này Bạn xem thường Bạn quên mất Thì bạn mê hoặc điên đảo Bạn vẫn là bất giác không chỉ là giáo huấn của Phật Pháp căn bản của quốc gia hiến pháp Ngoài hiến pháp ra Ngay địa phương Pháp tắc quy luật của họ Thậm chí Đến phong tục tập quán Đạo đức, quan niệm, lý luận Việc này không thành dân tự Pháp không có dân tự Chúng ta thể đều phải tuân thủ Cho nên học Phật Tất cả chư Phật Bồ Tát Là người tuân thủ Pháp Tắc Người biết được Pháp Tắc quy củ nhất Thì đó là Phật Bồ Tát Phật Bồ Tát làm ra tấm gương để cho chúng ta xem. Giới hòa đồng tu chính là dạy cho chúng ta phải giữ phép. Người thông thường từ nhỏ đến lớn khi còn thơ ấu phải tiếp nhận giáo dục của cha mẹ phải tiếp nhận giáo huấn của thầy giáo đây đều là giữ phép phải từ nhỏ nuôi thành quan niệm giữ phép chúng ta học phật vừa vào cửa phật thì phải bồi dưỡng quan niệm giữ phép chỉ cần có thể giữ phép nhất định có thể hòa thuận cùng sống với mọi người sau đó áp dụng ngay trong cuộc sống thân hòa đồng trụ hoàn cảnh lớn Chúng ta cùng với rất nhiều chúng sanh Hiện tiền cùng ở trên cái địa cầu này Phải thương yêu cái địa cầu này Phải mỗi giờ mỗi phút Hiểu được giữ gìn hoàn cảnh đời sống của chúng ta Chúng ta hưởng thụ cũng phải để cho người khác hưởng thụ ngay đời này ta hưởng thụ còn phải nghĩ đến còn có đời sau nữa phải nghĩ đến để cho đời sau có được sự hưởng thụ tốt đây là từ đại hoàn cảnh vậy thì thu nhỏ lại một quốc gia này của chúng ta cùng hòa thuận với người một quốc gia lại thu nhỏ nữa Chính là một đoàn thể Như cư sĩ Lâm chúng ta Đi là một đoàn thể Trong đây Có rất nhiều đồng tu Các đồng tu Chọn ra Một lãnh đạo đoàn thể Là một trưởng Và cho đến Cán bộ lãnh đạo Các bộ phận khác họ cũng chế định ra pháp quy chương trình chúng ta là một phần tử của xã đoàn này quy củ trong cái xã đoàn này thấy đều phải biết tuân thủ các cư sĩ tại gia khi các vị trở về nhà cái gia đình của bạn là cái xã đoàn nhỏ xã đoàn nhỏ nhất người cả nhà bạn phải hòa thuận người cả nhà đều có thể nghe dạy bảo của phật tiếp nhận giáo huấn của phật y theo lời dạy trong kinh điển mà làm Cả nhà bạn hòa thuận. Cho nên đó là chúng ta gọi thân đồng trụ. Nhất định phải biết làm. Chúng ta cùng với tất cả chúng sanh cùng sống trong một cái hoàn cảnh này. Thì làm sao có thể không thương yêu cái hoàn cảnh này? Làm sao có thể tùy tiện phá hoại cái hoàn cảnh này cái ý nghĩa trong đây rất sâu rất rộng phải tỉ mỉ mà thể hội mũi niệm bảo hộ an toàn cho đoàn thể mũi niệm nghĩ đến hạnh phúc mỹ mãn cho tất cả mọi người trong đoàn thể điều kế tiếp phật dạy chúng ta khẩu hòa vô tranh phật biết được những hiểu lầm kết oán của tất cả chúng sanh tám chín phần mười đều là do lời nói tạo thành nên gọi là nói nhiều ác sai lời không nên nói quá nhiều nói nhiều sẽ có sai lầm dễ dàng dẫn đến nghi hoặc hiểu lầm của người khác, thế là liền kết oán với người. Sau khi kết oán, thì oan oan tương báo không hề ngừng dứt. Ngay trong hữu ý vô ý, tạo thành rất nhiều chướng nạn trên đạo bồ đề. Cho nên người xưa. Vậy chúng ta nói ít một câu chuyện, niệm nhiều một câu Phật. Bạn thấy như vậy tốt chừng nào? Ngày khi chúng ta muốn nói chuyện, lời nói dựa đến cửa miệng, A-di-đà Phật, biến thành A-di-đà Phật thì tốt. Cái cách này rất tuyệt. Khẩu hòa vô tranh. Chân thật làm đến được khẩu hòa vô tranh. Chính là một ngày từ sớm đến tối nhìn thấy người hoa nghị vui vẻ a di đà Phật cho dù người ta nói chuyện gì với chúng ta đều nói a di đà Phật. Vậy thì tốt. Tâm bình khí hòa. Một câu a di đà Phật này là chân ngôn. Ngoài câu a di đà Phật ra toàn là giọng ngữ. đọc kinh cũng không thể được niệm phật mới có thể giảng sanh mới có thể thành phật đọc kinh vẫn còn có thể khởi vọng tưởng vọng tưởng xen tạp ngay trong kinh văn thì kinh đó có đọc cũng không có hiệu quả không có tác dụng cho nên người xưa nói đọc kinh không bằng niệm chú niệm chú không bằng niệm Phật. Vì sao vậy? Phật hiệu rất đơn giản. vọng tưởng rất khó mà xen tạp ở trong. Nếu càng dài, thì càng dễ xen tạp. Các vị tưởng tượng xem, bạn đọc chú Lan Nghiêm, nhất định có dòng tưởng xen tạp ở trong đó thời gian quá dài Sức mạnh nhiếp thọ của chúng ta không đủ Niệm một chú giảng sanh Chú giảng sanh thì tương đối rất ngắn Tinh thần tập trung Từ đầu đến cuối Đọc qua một biến Đại khái vẫn không đến nỗi xen tạp Nếu như bạn đọc một lúc 30 biến, 50 biến Nhất định có dòng niệm xen tạp ghi trong đó Phật hiệu đơn giản Ngày trước tôi truyền dạy cho mọi người Chính là niệm một câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật Sáu chữ, mười lần Một hơi niệm mười lần Trong mười câu Phật hiệu Không xen tạp một giọng niệm Một phút có thể làm được Một phút lực giúp thọ của chúng ta có thể làm được Năm phút thì không thể làm được một phút thì có thể làm được Cho nên mỗi ngày thời khóa này của bạn Chính là một phút mười câu Phật hiệu Mười câu Phật hiệu này Tương ứng với nguyên tắc niệm Phật Của Bồ Tát Đại Thế Chí đã nói Bồ Tát ngày nói Tình niệm tương tục Cái tình niệm này không hoài nghi Không xen tạp Tương tục là mười câu Phật hiệu Từng câu từng câu liên tục Mười câu vì thì được rồi Một ngày niệm chín lần Là ít nhất Đương nhiên là càng nhiều càng tốt Chỉ ít một ngày phải niệm chín lần Tạo thành một thói quen Làm như vậy chân thật là Một lòng chuyên niệm lại có một nguyện vọng khẩn thiết cầu sanh tịnh độ làm đến được một lòng chuyên niệm làm gì mà không giảng sanh chứ cho nên đừng xem thường một ngày chính niệm nó chân thật có hiệu quả nó là thuộc về tịnh niệm liên tục cho nên nhất định phải làm đến được khẩu hòa du tranh bao gồm tất cả pháp thế gian đều là giả đều không phải thật có gì đáng để tranh luận người ta tán thán ta là giả đừng ưa thích không phải là thật người ta hủy báng ta nhục mạ ta cũng là giả hà tất sơn hận họ mắng người khác vì sao bạn không tức giận đó không phải là mắng ta mắng người khác bạn không hề tiếp nhận khi họ mắng bạn bạn tiếp nhận về thì liền tức giận bạn đem chính mình cũng xem thành người khác họ mắng người khác không liên quan gì tới ta vậy thì bạn sẽ không tức giận ta là giả thôi danh là giả thôi tướng cũng là giả thôi người ta mắng người ta làm nhục thực tế mà nói cùng với cái danh này cùng với cái tướng này gió thổi qua tay không hề có liên quan đây là chân tướng sự thật cho nên hiểu rõ chân tướng sự thật lại đi học phật hiểu được một chút đạo lý khi họ mắng ta thì ta a di đà phật cảm ơn đã tiêu tai giải nạn họ là đại thiện tri thức của chúng ta đại ân nhân mỗi câu của họ đều tiêu tai giải nạn thay ta nghiệp chướng của chúng ta sẽ được tiêu hết đây là thật không phải là giả cho nên bạn có thể hoan hỷ tiếp nhận như như bất động là tiêu nghiệp chướng. Nếu như bạn thấy đều tiếp nhận nó hết, chính mình ở nơi đó sân hận, vậy thì bạn tạo nghiệp chướng. Một cái là tiêu nghiệp chướng, một cái là tạo nghiệp chướng, chỉ ở ngay trong một niệm. Khi chuyển đổi lại, không những không tạo nghiệp chướng, trái lại còn tiêu nghiệp chướng. Phật thật có trí tuệ Vậy chúng ta tuyệt chiêu này Cho nên Đối với tất cả quan gia trái chủ Mỗi ngày chúng ta Đem công đức tu tích được Hồi hướng cho họ Báo đại ân của họ Những quan gia trái chủ này Ngày ngày tiêu nghiệp chứng cho ta Nghiệp chứng của chúng ta tích lũy từ du thị kiếp đến ngày nay du lượng du biên may được những quan gia trái chủ này ngày ngày vì chúng ta tiêu nghiệp các vị phải biết người mỗi ngày tán tháng bạn tân bốc bạn không thể tiêu được nghiệp tán tháng nhiều thì cống cao ngã mạng họ lại sinh ra nghiệp chướng khẩu hòa vô tranh phải biết được nên làm như thế nào ý hòa đồng duyệt chân thật tu học tương ưng như pháp rồi bạn quyết định được pháp hỷ pháp hỷ sung mãn đời sống của bạn an vui chân thật gọi là lìa khổ được vui bạn chân thật được an vui sự an vui này các vị phải ghi nhớ không phải nói bạn được tiền của cũng không phải nói bạn được công danh được phú quý không phải vậy được an vui an vui cùng với công danh phú quý tiền của không có liên quan nếu bạn không tin tưởng bạn có thể đi hỏi thử những người có địa vị rất cao người có tiền của nhiều bạn hỏi họ xem có ăn vui không họ không vui một mình họ không dám đi trên phố sợ người ta ám sát họ, ngày ngày đề cao cảnh giác, đời sống ở trong sự lo sợ, có cái gì vui chứ? Ra cửa phải có rất nhiều vệ sĩ, bạn nói xem có đáng thương hay không? Làm gì được như người nghèo không có thứ gì, muốn đi đâu thì đi. Trước tự tại ai cũng không sợ cùng với ai cũng đều hoan hỷ. Cho nên, an vui không có quan hệ gì với những thứ này. Cái an vui chân thật là pháp lạc, thông hiểu đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Đó mới là thật an vui. Khởi tâm động niệm, lời nói, việc làm đều có thể tương ưng với lý tương ưng với đạo lý này tương ưng với chân tướng sự thật vì làm sao không an vui ý hòa đồng duyệt mỗi người chúng ta đều y theo phương pháp lý luận cảnh giới của kinh vô lượng thọ để tu học đều học tập a di đà phật thì thật an vui Thế suốt thế gian Không có bất cứ thứ an vui nào Có thể so sánh được Với an vui của người niệm Phật Tu học bất cứ pháp môn khác Cũng không thể sánh được Với sự an vui của pháp môn niệm Phật Nếu như bạn nói Tôi niệm Phật niệm được nhiều năm đến nay Niệm được rất khổ sở một chút ăn vui cũng không có Đó là cho nguyên nhân gì? Vì bạn vẫn chưa vào được cửa Bạn niệm không được tương ưng Ngày ngày đọc kinh Đạo lý trong kinh nói Không hiểu Không rõ ràng Không tường tận không thể đem những đạo lý này dùng ở ngay trong cuộc sống của chính mình. Có học mà không thể dùng. Cái khổ của bạn không thể lìa khỏi. Nếu như cái bạn đã học, thì đều có thể áp dụng ngay trong cuộc sống. Ngay trong cuộc sống thường ngày, từng ly, từng tí, đều có thể tương ưng với cảnh giới phương pháp, lý, luận của kinh điển thì làm gì có chuyện không an vui chứ tây phương gọi là thế giới cực lạc hiện tại chúng ta tuy là chưa đi đến thế giới cực lạc không khí của thế giới cực lạc có rồi an vui của thế giới cực lạc có rồi hiện tại liền có thể có được hiện tại là hoa báo Chứng thật quả báo thù thắng Điều sau cùng Lợi hòa đồng hương Điều này rất quan trọng Phật đối pháp Điều quan trọng nhất là Điều thứ nhất và điều sau cùng Lợi là gì? chỉ phước báo cá nhân của chúng ta lợi hòa đồng hương cái ý này chính là có phước cùng hưởng ta có phước báo phải cùng hưởng với tất cả mọi người họ có phước báo ta không cần hưởng của họ phải có cái nhận biết này ta có phước báo thì cho người ta hưởng người ta có phước báo thì ta không nên hưởng của họ chúng ta chỉ có bỏ ra không hề cầu lấy tâm của bạn mới thanh tịnh mới tương ưng ta có phước báo cung cấp cho người cùng hưởng người ta có phước báo ta cũng hưởng Vì vậy liền biến thành Có báo có thưởng Có báo có thưởng Đó là có qua có lại Đó là làm ăn buôn bán Vậy thì chưa giác ngộ Người chân thật giác ngộ Chỉ có phụng hiến Không có cầu lấy Tâm của bạn Rất thanh tịnh nhiều từ tại. Thực tế, xin nói với các vị, chân thật có thể làm như vậy. Phước báo của bạn càng ngày càng nhiều. Vì sao vậy? Đức năng vốn đủ trong tự tánh hiện tiền. Chướng ngại trong tự tánh được thanh trừ. Ta có một ý niệm muốn hưởng phước người khác đó là chướng ngại đó là vọng tưởng phân biệt chấp trước vọng tưởng phân biệt chấp trước thì đều không còn gọi là phước đức của tánh hiện tiền chúng ta xem thấy thế giới tây phương cực lạc trong kinh điển nói thế giới hoa tạng của tỳ lô giá na phật trên kinh hoa nghiêm nói loại thù thắng trang nghiêm đó không những nhân gian không có đại phạm thiên cũng không có phước báo này của họ từ đâu mà có không phải do tu được các vị phải nên biết không phải tu được là từ trong tự tánh biến hiện ra là từ trong tự tánh vốn sẵn đầy đủ Chỉ cần chúng ta nỗ lực mà làm Lợi hòa đồng tu Tánh đức liền có thể hiện tiền Giả như vọng tưởng phân biệt Chấp trước của bạn chưa đoạn Bạn tu bố thí Bạn tu cúng dường Có thể được phước không? Có thể được bạn có được là tu đức của bạn đó không phải là phước đức trong tự tánh vốn có là do cả đời này bạn đã tu phước đức của bạn đã tu có thể báo được hết cũng chính là có thể dùng được hết nếu không tiếp tục tu phước báo dùng hết rồi thì không còn nữa việc này Chúng ta rất dễ dàng thấy được Có thể nhìn thấy được Rất nhiều ở trong xã hội này Họ có phước báo Do đời trước tu được Cả đời này không có tu Phước báo hưởng hết rồi thì không còn Cận dịch Vòng tay cư sĩ Địa chỉ email Vòng tay cư sĩ A cầu gmail.com Người đọc Phật tử Thiện Quang Phát tâm cúng dường Do gia đình Phật tử thiện chân thành tâm cúng dường nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức đề trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề hết bộ báo thân này đồng sanh về nước cực lạc